quá tặng, quá tặng cô chú rồi, anh chị và các bạn ơi. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại này em đang đứng tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Ơi, cái này là ép à. Bạn tiên. Dạ 245.000 ạ. Không, ngon lắm cô ơi. 415 Cách Mạng 8, phường 13, quận 10. Vợ Thanh đang cua sầu riêng nè. Thì sắp tới thì Thanh cũng chia sẻ là sắp tới sẽ chuyển đến vị trí mới nha. Nên là đúng rồi. Tạm thời thế này, ở địa chỉ cũ thì tầm khoảng tháng nữa cô chú. Dẻo dẻo luôn, thơm tốt luôn. Ủa, có miền Tây hả? Có hai miền Tây hả? Dạ. Riêng miền Tây giá nhiêu chút? Dạ, 120. 120. 100 với 120. 100 với 120 hả? Dạ, có hai loại. Ít muối, nhiều muối. Dạ, ít muối, nhiều muối. Đến giờ khui mấy trái luôn, trái nào cũng ngon luôn á. Hả? Chắc nó chín trước rồi nó ngon. Anh nên nói gì ạ? Bà chủ dịch đi. Mua sầu riêng á, mua sầu riêng. Đó. Kêu cô đi dịch đi. Sầu riêng miền Tây. Ta hỏi gì vậy cô đi? Cô Tiên biết liền. Thấy gì chứ cô Tiên giỏi lắm. Gì vô tay cô Tiên cũng xong á. Cái này mới về, vừa về lô miền Tây nha. Dạ, đúng rồi, mới về luôn. Mới về vô miền Tây. Mới về là cho mọi người ăn thứ bảy chủ nhật. Các cô chú hỏi thử là anh Thanh sao vợ này không thấy vui kìa. Nhiều cô chú hỏi lắm, vợ Thanh trả lời đi. Nghỉ xả hơi mấy ngày. À, cháu nghỉ xả hơi mấy ngày hả? Dạ. Dạ. Lâu lâu cái người ta cần nghỉ dưỡng vậy đó. Em ơi, cái này 320 mà có vẻ ít ít ruột. 302 à. 305. Sao đâu ra tới 20 nữa vẻ ít ruột. Mấy ngày nữa chị ạ? This is good. Your choice for me. Good one. Good. Thổi thơm rồi đó, trả lời là thơm đó, không biết hiểu không à. Thơm mà, có mưa ra mà. Đó là 2 sạch sạch yên ngủ rồi à. Đó là 2 có thể bảo được không à. Cherry này rất là ngon. 100.000 một ký. Thơm nè, đó. Cái này của ai ta? Thử cơm không ta? Thử cơm không tiếp? Có cái này mà cũng chết ngon nha. Cảm ơn nhiều rồi. Được rồi. Quả đấy cơm bỡ ngon rồi. 4 ngày nữa là đi miền Tây chuẩn bị hơn. Trái này là mới chín tới nó kéo. Còn 4 ngày nữa là nó dẻo dẻo như vậy. Còn cái hồ lồi, 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 cái không, cái này không màu không đẹp bằng. Cái này không mẹ đẹp bằng mà. Có gì thử kéo mà bên đây xem nào. Xíu nữa em kiếm cho chị cái khác, cái này của hết rồi. Cái này xong rồi xíu thôi. Dạ. Nhưng mà của hết rồi, một hồi nữa em sẽ lấy cho chị thử. Dễ thương rồi. Đây em tí nha. Miền Tây là phải ngon hơn miền Đông chứ. Cô đang nó ăn miền Tây hơn. Là ngon hơn. Nó màu nó đẹp hơn mà nó chẹp hơn. Miền Tây cái mương là lâu lo. Bây giờ mình là trồng mới cô chú, miền Đông có hay là miền Đông nè. Nó ra bông mịt nè, nó có rồi. Dạ dạ. Đúng rồi, nó có 29 tháng nè.
chị thích ăn gáo thì cái đó ngon, còn mấy chị thích ăn mềm nhiều thì ngày mai. Ngày mai nó sẽ ngon ha. Nó thích sủng đấy thừa. Rất sủng đấy. Yeah. Hả? Sao bà Liên à? Cái này nó 100 đấy à? Dạ. Không, cái này là mềm hơn. Cái đó, Con ăn màu đậm hơn. Con muốn thử cái chín xèo không chứ? Đúng rồi. Mấy bà con mua sầu riêng. Này lô miền Tây nè cô chú, đây là miền Tây. Sầu riêng kìa, bà bầu vô là phải có sầu riêng. Bao nhiêu 100 hả? Miền Đông 100, Miền Tây 102. Miền Đông 100, Miền Tây 102 vậy. Ồ, trái này cơm vàng, có miền Tây. Hồi nãy anh trai đây, anh lấy là cái gì miền Tây vàng. Anh lộn giá rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh đã coi giá rồi, mất công quá, kỳ quá. Hà đi. Và để em tăng có giá. Hà đi. Hồi nãy anh tăng để lên lộn á. Thế là chưa thấp, số thấp chưa được à? Số thấp sửa. Số. Đây cơm vẹn, ấm luôn. Mấn số. Bạn thường ăn cả. Tốt như là tốt như. À, tự thức luôn. À, mấy bà con đi thưởng thức luôn, tại chỗ luôn á. Miền Tây. Ồ, bà trái luôn hả? Sau là sau miền Đông là sau miền Tây là ngon nhất các cô. Dạ. Ý là hồi nãy chị thấy nó hơi bị khô hơn cái miền Đông đúng không? Sau, cái mương là nổi tiếng. Không phải là khô hơn miền Đông, mà ý là ngày mai anh mới tới. Đúng rồi, nhưng mà cứ kêu là miền Đông ngon hơn. Thử đi. Cái phần trăm của miền Đông cũng ngon. Không là miền Tây người ta không hơn. Dạ, thử rồi. Đúng không? Không quả này thì chín quả rồi. Chín hơn cái này nè, cái này ngày hôm nó chín rồi. Quả này chín quả rồi, quả này bị cay rồi. Đây à, cây nhỏ. Đúng rồi, nó chín cay mà. Dạ đúng rồi, bốn trái hả? Này thì bạn sẽ làm kem rồi. Ồ. Dạ chị của mình là 4 trái là 9,255 nha chị. À chị cách cô 4 trái. 1,110,000 hả? Lấy mũ này ăn không? Cô thưởng thức xong rồi. Không, không để dành lại đi. Mua, mang về. Lấy 1 trái cho chị đó. Qua thưởng thức tại chỗ xong rồi lấy 4 trái nữa. Dạ, dạ, tắt điện thoại đi, tắt điện. Không nghe điện thoại à? Hả? Giọng anh ấy thì bất thật tôi sầu riêng tốt mùa hơn. Hay là bỏ hai cái bịch cho cô xách cũng được. Cho trái sầu riêng cũng nhỏ mà. Cái bự á thì dạ có cô mua mấy trái miền Tây luôn á. Thêm 4 trái miền Tây. Đừng có bị nhão quá, đừng có bị đắng đúng không? Nó ngọt béo đúng không? Ngọt béo chị chưa có dám phải đâu, có gì đi tới rồi. Có giấy nha. Trong 28 à. Bà bầu ơi, trong 28 à.
cho chị thử. Nè, vừa chín tới gáo dẻo nè, cực ngon luôn á. Đầy đủ các loại hả? Hôm nay là em thiếu rồi đó. Thiếu gì đúng? Dạ, thiếu đồ miên thái. À, hôm nay hết đồ miên thái rồi hả? Hết rồi, sáng giờ khó khỏi quá trời. Cái đấy là bao nhiêu phần miếng này mày? Đó rồi. Dạ, sao không nhập tôi riêng nói gì vậy? Thái hôm nay Trung Quốc ăn mạnh quá, mở quá anh. Dạ hả? Mà ăn cao lắm, tại Trung Quốc ăn giá cao kinh lắm. Thấy không? Giá thì nó nghe chưa? Vừa chín tới mà. Em nghe chị nói chị sợ đắng mà em biết rồi. Thêm một trái nữa cho cô. Là 6 trái đó. Thử thử một quả đấy ăn liền xem nào. Quả như vậy đi. Mọc vỏ vậy nha. Đây đây cô. Này cô, cái giấy nè. Lấy quả 5-7 kg cho cô. Thưởng thức cho nó đã. Mọc vỏ nó ngon đó. Mọc vỏ nó ăn đấy á. Dạ. Quả đấy là quả ngoài sọt này đây. Phải lựa. Quả đấy là 4-5 kg sọt này. Cô phải 4-5 kg, lựa 4-5 kg qua đã. Quả đấy hay là đây là bên này. Hai cô nè, mua tầm hai cô mua thêm 4 trái mang về. Cô do là cô thấy sầu riêng miền Đông và sầu riêng miền Tây á hai loại khác nhau á. Nên cô thử. Dạ. Trái này 170 nè, thử không? Đây 170 cơ, quả đấy phở, đằng kia có 120 rồi thì cũng lấy thôi. Cái gì nó có không nhiêu đây à? Cái này nó bự. Ủa, nó có vẻ bột vỏ, nó có vẻ nhiều thịt đó. Dạ, nhưng mà cái cơm là không có xuất sắc bằng cái kia đâu nha. Còn cái trước á. Cái này á, cái cơm này thì còn không xuất sắc bằng cái này cái gì? Đúng. Rồi, rồi cứ thử đi. Tiêm nhau của đấy. Để con cứ thắc mắc hoài à. Bây đang bị nghịch mùa đó cô. Nãy giờ là con cứ thắc mắc miền Đông là chính bộ. Tại sao cái kia nó cũng ngon. Miền Đông của ăn sầu Thái thì ngon. Đông là Thái nó ngon rồi. Hơn. Còn miền không Tây thì bây giờ đang là miền Tây đang nghịch vụ. Dạ, qua rồi. Nguyên muối rồi. Cháu vừa chín tới đó, vừa mới lớp học thôi á. Vừa mới lớp học như của chị bầu vậy đó. Bây giờ hôm nay con làm đâu chín quá, không có đâu. Hai ăn mềm là con không có. Cháu dẻo thôi. Đó luôn chú. Con bán nửa trái là chú bán nữa. Bán muối. Một muối luôn. Một muối luôn. Tìm cho chú một trái đúng 1 kg nha. Đúng 1 kg nha. Con có nửa trái này ăn không? Kia đây đúng không? Thử đi, mì tái. Đúng rồi con, hai người đủ rồi con. Dạ. Hai người đủ hả? Thử, thử muối coi. Thử con coi coi ok không? Chú đó là chú đi đâu? Trời ơi, mà lên nha. Chú đi không đủ đâu. Không đủ. Vậy là chú nó không đủ, nó biết đâu rồi. Có bao nhiêu đó rồi á. Mà chú trả lời lâu không hồi hộp luôn. Không đủ, không đủ. Lấy tiếp trái nữa cho chú, cô với chú. Trời ơi. Cô với chú lẹn lội đi chạy tới nơi mà. Ôi sao nó lép dữ vậy trời, ổn vậy. Bỏ vậy, tới chiếc cây của con có bao nhiêu đó à. Ủa quá trời ổn vậy. Chú đủ chưa? Chưa. Đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi cô. Không, chú kêu chưa mà cô kêu đủ rồi này kìa. 201-200. Đấy. 201-200. 201-200 mà. Chú thì kêu chưa mà cô kêu đủ rồi đó.
cây của con á. À. Cái cây luôn. Có một hộp hộ. Sống mà cơm ngon. Muối không á? Muối không có hộp. Dạ. Không có vỏ đó. Không có vỏ chứ. Dạ, muối. Cảm ơn nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú. Đây. Sầu riêng miền Tây nó về đang nghịch mùa đó. Đây là muối nó rất là ngon nha. Dạ. Với lại cái sầu riêng đi Trung Quốc á. Đi Trung Quốc đó, cô chú anh chị và các bạn không có sầu để bán luôn mà bà con, nên là giá sầu có một cô chú, một vài cô chú comment đó, nói là tại vườn là đã mua 70-80 ngàn một ký rồi. Người ta xuống đây người ta thuê mặt bằng nè, trên đường rất là sầm uất, vườn Cách Mạng tháng 8, bên kia là quận 3, bên kia là quận 3 nha cô chú, chưa nói sầu riêng hư hay là gì luôn á. Còn có anh đó thì anh comment nó kêu cái sầu riêng anh mua tại vườn có 25 ngàn à, không biết là vườn nào. Sầu riêng sao, sầu riêng hột á, sầu riêng hột và sầu riêng truyền thống á thì cũng 40k à. Nhưng sầu riêng truyền thống thì nó khác đúng không bé Tiên? Dạ. Bé Tiên chưa tót mồ hôi dữ vậy? Đâu có khui đâu mà tót mồ hôi. Không khui mà sao tót mồ hôi? Này quá trời. Ủa cái đây là miền Đông hay là miền Tây? Dạ miền Đông hả? À đây miền Đông, còn cái trước là miền Tây hả? Dạ. Quá trời quá đất. Đặc biệt là chị em bán sầu riêng có cái là được mũn mỉnh. Bé Tiên là bây giờ là thóc sầu riêng lại nè. Bé Tiên là chia sẻ sầu riêng, chia sẻ cho ba mẹ bên Mỹ thấy hình ảnh con gái bán sầu riêng, đi bán sầu riêng. Bé Tiên có biệt tài là ngửi ngửi và gõ gõ, biết sầu riêng ngon, sầu riêng dở. Có bữa gõ là biết muối nào chín, muối nào không chín luôn á. Ghê không? Bé Tiên. Dạ. Biết muối nào chín và muối không chín luôn. Đâu kìa. Ra đứng đây chụp tấm hình luôn chút. Có chị khách chỉ comment chứ nói là chỉ có chồng về chồng cứ uống rượu hoài, uống rượu say xỉn hoài tối ngày á, rồi sao? Ở đâu miền Đông, miền Bắc, miền Trung gì miền Nam, còn có người kêu là chê của nào trời trao của đấy đó. Không chín nha. Nó không chịu chín nha. Trời ơi. Bán sầu mà vô. Ôi bữa nay nhiều vỏ như vậy. Trời ơi bữa nay một vỏ, hai vỏ, ba vỏ, bốn vỏ, năm vỏ nha. Trời ơi bán được quá trời quá đất luôn. Vậy đâu cần ông Thanh là phải rồi. Phải hả? Cô chưa thị à? Cô chưa thị à? Tiên kêu là tối đang bảo nữa thì khui vô thị hết đi.
nãy đợi bảo đâu. Hả? Giờ ai với ai chầu riêng không có nè. À. Giờ tím chầu riêng bán không có đúng không? Đúng rồi. Dạ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em sẽ cập nhật địa chỉ thường xuyên cái địa chỉ mới của vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa cho cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Cũng trên đường Cách Mạng tháng 8 thôi. Ở trên kia anh thấy cái mặt bàn để 100 triệu kìa. Ờ, có chỗ riêng lãi gì nữa vậy? Không, anh thấy nha, phía trên đây nè, nha chỗ xịt lên đây xíu nè. Để 100 triệu á. Ở sao thuê nổi? Hả? Sao thuê nổi? Thôi thuê cái nhà kế bên 70 triệu đi. Giờ kiếm cái nhà 30 triệu mà anh ta kêu thuê. Đây, cái nhà đây đang là 70 triệu nha cô chú. Cái nhà 70 triệu. Sân quán 70 triệu. Nhưng mà phải cô cho thuê dựng nữa thôi, 35 cũng đỡ. 35 à. Ở trong cái nhà đây to lắm, nhà đây biết bao nhiêu phòng. Nhà đó biết bao nhiêu phòng.